nằm ở độ cao hơn 1.000 mét so với mặt nước biển, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng không khí trong lành, mát mẻ quanh năm. Không những được du khách trong nước và quốc tế biết đến với cảnh sắc yên bình, thơ mộng, mà còn để lại ấn tượng với nhiều người bởi nét ẩm thực đặc trưng. Trong đó không thể không nhắc đến một đặc sản, đó chính là rau su su. Toàn thị trấn Tam Đảo hiện trồng khoảng 18 hecta rau su su, sản lượng bình quân đạt khoảng 35 tấn một hecta trên một năm. Điều thú vị là những vườn trồng rau su su thường nằm ngay sát nhà ở của người dân hoặc nằm ở ven các sườn núi, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy sức sống và hấp dẫn. Ngày hôm nay, hãy cùng với Quỳnh Anh khám phá một nét rất riêng về thị trấn Tam Đảo từ hương vị đặc sản của rau su su này nhé. Chào chú ạ. Chào cháu. Chú đang thu hoạch su su ạ? Chú vừa thu hoạch su su vừa chăm sóc cho rau su su. Chú ơi, trồng rau su su ở trên Tam Đảo mình có khó khăn gì không ạ? Cháu ạ, tức là trồng rau su su ở trên Tam Đảo này nó cũng có những cái khó khăn hơn những các cái nơi khác, là đất nó cằn cỗi mà có nhiều đá, rồi là cày bừa là nó hơi vất vả. Thế còn trồng cây rau này thì nó hợp thổ nhưỡng ở đây rồi, vẫn phát triển bình thường, tốt. Chú Hiệu ơi, cháu thấy là ngọn su su của mình ở trên Tam Đảo nhỏ hơn các chỗ khác. Vì sao vậy ạ? Vì nguyên nhân là cái khí hậu nó mát mẻ, sương mù, nên là nó thường xuyên có gió, nên là nó ngọn nó thường bé hơn các rau ở vùng khác. Vậy làm thế nào để chúng ta chăm sóc cho su su ra nhiều ngọn ạ? Phương thức của chú là cứ chăm sóc, là bón phân ủ ải, sau đó nó lên ngọn thì mình lại cắt cái ngọn này đi, giờ nó lại ra chồi mới. Vậy thường thì rau su su chúng ta sẽ thu hoạch sau bao nhiêu lâu khi chúng ta trồng ạ? Từ lúc trồng cho đến lúc thu hoạch nó vào khoảng 1-2 tháng. Chú có thể hướng dẫn cháu thu hoạch rau su su được không ạ? Có, thì cái này đơn giản thôi cháu ạ. Thì cầm cái ngọn rau này lên, không cắt đúng đến đây. Đấy. Thế xong lại cầm sang cái ngọn khác. Đây, như thế này, cắt đúng cái mắt này. Đấy, thì sau đó là cái mắt này nó lại lên chồi. Thì hôm sau nó lại, đấy, cháu cắt đúng vào cái mắt này. Cái mắt đấy để lại cái lá, đúng, ví dụ thế. Nghĩa là mình sẽ cắt ở cái mắt số 2. Đúng không ạ? Đúng rồi. Thế thì là ở mắt dưới nó lại phát triển tiếp. Đây là thành quả của Quỳnh Anh sau một khoảng thời gian thu hoạch rau su su. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn hãy theo chân Quỳnh Anh để xem là chúng ta có thể chế biến những món ăn gì từ ngọn su su nhé. Món su su đầu tiên đó là món su su nộm, và món su su xào tỏi, và món su su chiên giòn. Ba món nghe rất là hấp dẫn. Vậy bây giờ thì mình bắt đầu vào chế biến món ăn nào trước ạ? Anh em mình cùng làm món nộm rau su su trước nhé. Dạ. Một số gia vị đi kèm như lạc rang và ít cà rốt kia là mình để tạo màu, và tỏi. Và không thể thiếu đây là nước sốt. Cái nước sốt này để làm lên món nộm. Nước sốt được chế biến theo công thức riêng đúng không? Em thấy rất là sánh, đặc và thơm. Để mà ngon và giòn thì mình sẽ chọn phần ngọn. Sau khi mình chọn rau xong thì anh em mình cùng đi sơ chế nó nhé. Trước tiên là anh sẽ đặt nước lên để trần sơ qua và anh sẽ trụm vào một ít nước lạnh, trong đấy cho thêm ít đá vào để tăng độ giòn cho món rau. Cái rau su su này sau khi mình sơ chế trần xong, mình sẽ trụm vào nước đá trong nguội khoảng tầm 2-3 phút. Rồi mình sẽ vớt ra để ráo nước. Anh em mình làm thêm một món rau su su xào tỏi. Hương vị rất riêng của rau su su Tam Đảo được tạo nên từ điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đặc trưng, khác hẳn với những vùng trồng rau su su ở các địa phương khác. Giòn, ngọt, mềm và đậm đà.
Đặc biệt, rau su su Tam Đảo còn được kết hợp với nhiều nguyên liệu khác, tạo nên những món ăn dân dã, mộc mạc nhưng không kém phần hấp dẫn, lôi cuốn trên bàn tiệc hay ẩm thực đường phố, lưu lại trong lòng du khách những dư vị khó quên. Rau su su Tam Đảo từ lâu đã trở thành đặc sản và là một món quà không thể thiếu của du khách dành tặng bạn bè, gia đình, người thân mỗi khi đến với Vĩnh Phúc. Nếu có dịp đến với thị trấn xinh đẹp Tam Đảo, bên cạnh những cảnh quan lãng mạn, những điểm check-in nổi tiếng, thì được tự tay chăm sóc, thu hoạch, làm và thưởng thức các món ăn được chế biến từ cây su su, chắc chắn cũng sẽ là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời cho các bạn đấy.